Thưa bà con và các bạn, ông Ca Tèo ở tổ dân phố Đạ Huynh, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, là một trong những nông dân có kinh tế khá giả tại địa phương. Vượt qua khó khăn buổi đầu lập nghiệp, ông đã làm giàu từ cách nghĩ, cách làm mới của mình bằng việc đầu tư áp dụng tốt khoa học kỹ thuật vào sản xuất cây lúa, cây cà phê, trồng rau nuôi tầm, đào ao nuôi cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ông Ca Tèo ở tổ dân phố Đạ Huynh, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, có kinh nghiệm trong lao động sản xuất, siêng năng học hỏi, tìm tòi những cây trồng mới. Ông đã trồng 5 sào giống dâu S7CB. Ưu điểm của giống dâu này là lá to, dày, năng suất cao gấp từ 2 đến 3 lần so với giống dâu cũ. Mỗi tháng chỉ cần một sào dâu đã có thể nuôi được một hộp tầm. Với 5 sào giống dâu mới, gia đình ông Tèo nuôi được 4 hộp tầm trên một tháng, năng suất bình quân từ 35 đến 40 kg kén trên một hộp tầm. Với giá bán hiện nay, dao động từ 130.000 đồng đến 140.000 đồng trên 1 kg. Gia đình thu về gần 15 triệu đồng cho mỗi lứa tầm. Thì là mỗi từ sào dâu thì... Đối với con tầm trong quá trình nuôi, phải thực am hiểu đặc tính của từng tuổi tầm, bổ sung thêm các loại thuốc bổ cho tầm nhanh lớn, tạo chất lượng kén tốt. Bên cạnh đó, sau khi tầm chín, gia đình còn tận dụng được nguồn phân tầm, đem ngủ, để bón cho vườn dâu, cà phê. Để đảm bảo lương thực dùng cho gia đình, ông Ca Tèo còn sản xuất thêm 9 sào ruộng lúa nước, mỗi năm làm 2 vụ. Để cho cây lúa phát triển tốt, ông làm đất thật kỹ, xử lý các rơm rạ để dập tắt các tàn dư dịch bệnh hại lúa từ các vụ trước. Xử lý ốc bưu vàng trước khi gieo rạ, phòng trừ các loại dịch bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, giữ nước đều trên mặt ruộng, tránh ruộng lúa bị khô hạn. Nhờ áp dụng tốt khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, nên lúa của ông phát triển tốt, đạt sản lượng bình quân khoảng 5 tấn trên một vụ. Không chỉ giúp gia đình đủ lương thực dùng quanh năm, mà còn dư để bán. Ông là một nông dân sản xuất giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc các loại cây trồng như cà phê, lúa nước, trồng rau nuôi tầm. Để có được kết quả như ngày hôm nay, ông thường xuyên học hỏi và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Là một nông dân có tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm tại địa phương này. Ngoài ra, ông Ca Tèo còn đào ao nuôi cá với diện tích hơn 1 sào. Ông tập trung vào nuôi cá trắm, cá chép, rô phi đơn tính, đồng thời xây dựng chuồng nuôi heo đen, nuôi thỏ, nuôi vịt và nuôi gà thả vườn. Ông còn đặc biệt quan tâm đến công tác thú y và chế độ dinh dưỡng trong chăn nuôi, nên những năm qua, đàn vật nuôi của gia đình ông không bị dịch bệnh. Mỗi lần hội nông dân mở lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăm sóc cây trồng vật nuôi, ông đều tham dự. Nhờ vậy nên ông áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng vật nuôi rất là tốt. Bằng sự quyết tâm, năng động, linh hoạt trong sản xuất, ông Ca Tèo đã vươn lên làm giàu từ mô hình VAC. Riêng năm 2020 vừa qua, sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi trên 250 triệu đồng. Sau nhiều năm gom góp, hiện nay ông đã xây dựng được một ngôi nhà khang trang, mua sắm được nhiều trang thiết bị, phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của gia đình, đầu tư cho hai đứa con ăn học đến nơi, đến chốn. Với bản lĩnh, sự đầu tư đúng hướng, mô hình kinh tế VAC mang lại thu nhập cao cho gia đình, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Đây là mô hình kinh tế đáng được nhân rộng để bà con dân tộc thiểu số học tập kinh nghiệm làm theo, nhằm phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.